Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Như mọi người đã biết, trong thời kỳ của tuyệt thế đường môn, Tà Hồn Sư chính là trường phái tà đạo bị ghét nhất trên toàn bộ Đấu La Đại Lục. Ba đại đế quốc nguyên thuộc Đấu La Đại Lục hầu như mọi người đều căm ghét Tà Hồn Sư, bởi vì phương pháp tu luyện của loại hồn sư này khác với hồn sư bình thường. Họ thường tu luyện bằng cách cắn nuốt hồn lực, hồn hoán, tinh thần lực, huyết nhục linh hồn, vũ hồn vân vân, thậm chí còn có cả đại não. Hơn nữa, những hồn sư này còn thường xuyên buôn bán người, thảm sát dân làng, cướp bóc tài nguyên, buôn lậu vũ khí. Vì vậy, chỉ cần phát hiện ra ai đó có vốn chứa đựng tà khí, hồn sư của ba đại đế quốc thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, dẫn đến nhiều hồn sư thuộc tính hắc ám bình thường bị hiểu lầm và chết oan. Ví dụ như hạt hổ đấu la của thánh linh giáo Trương Bằng, mặc dù hắn ta tu luyện bằng cách hấp thụ máu của hồn thú, thế nhưng vì vuôn hạt hổ của hắn ta không tỏa ra tà khí nồng nặc và chưa bao giờ hại người, nên mục ân mới tha choán ta một lần. Tuy nhiên, những người khác lại không phân biệt đúng sai, trực tiếp ra tay tiêu diệt, khiến Trương Bằng cuối cùng buộc phải gia nhập thánh linh giáo. Còn có Bát Cung Phụng Vu Vân của thánh linh giáo, người sở hữu vũ hồn hắc ám ô nha với thuộc tính hắc ám, ban đầu không phải là tà hồn sư thuần túy, thế nhưng vì thuộc tính hắc ám mà bị hiểu lầm và bị truy sát. Trong cơn giận dữ, Vu Vân giết hết những người truy sát mình và gia nhập thánh linh giáo. Sau nhiều năm tu luyện, họ đã thực sự trở thành tà hồn sư bằng hành động của chính mình. Từ hai ví dụ này, có thể thấy rằng việc phân biệt hồn sư có tà hay không rất là phiền phức. Chỉ cần hồn sư có thuộc tính hắc ám và tốc độ tu luyện nhanh chóng, rất dễ bị người khác hiểu lầm là tà hồn sư. Tuy nhiên, tuyệt thế đường môn lại có một ngoại lệ, đó chính là Long Tiêu Dao. Ông ta không phải người của sư lệ khác tu luyện nhanh chóng và sở hữu vũ hồn hắc ám. Vậy tại sao ông ấy vẫn không bị coi là tà hồn sư? Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về bối phận của Long Tiêu Dao. Ông được mệnh danh là Hắc Bạch Song Thánh Long, người đương thời với Long Thần Đấu La Mục Ân. Thời kỳ trước đó, Mục Lão xuất thân từ gia tộc có hơn vạn năm truyền thừa xa xưa, Lam Điện Bá Vương Long. Ở trong gia tộc Lam Điện Bá Vương Long, vuôn Lam Điện Bá Vương Long cường đại truyền thừa có thể lại biến dị trở thành Quang Minh Thánh Long, trở thành một trong những vuôn cao cấp nhất đương thời. Mục Lão chính là người may mắn này. Khi mà Mục Lão 6 tuổi thực hiện nghi thức giác tỉnh vũ hồn, lập tức trở thành đối tượng tập trung bồi dưỡng của gia tộc. Học viện Sử Lên Khang và các đại thế gia hồn sư ở trong ba đế quốc của đại lục có quan hệ rất tốt. Gia tộc Lam Điện Bá Vương Long cũng không ngoại lệ. Gia tộc Lam Điện Bá Vương Long được truyền thừa từ xưa, trong đó đại sư Ngọc Tiểu Cương, một trong những người sáng lập ra Học viện Sử Lê Khắc, vốn xuất thân từ gia tộc này. Vạn năm trước, gia tộc cổ xưa từng gặp một đại nạn diệt tộc, suýt nữa mất đi truyền thừa. Sau này dù có đại sư truyền thừa huyết mạch cho con cháu, thế nhưng sau này một mạch mấy đời đều chỉ có một đứa con, thiếu hụt nhân tài. Tộc trưởng gia tộc Lam Điện Bá Vương Long ngay lúc đó tìm đến học viện, đề nghị cho Mục Lão nhập học trước tuổi. Sau khi học viện cân nhắc đã đồng ý, vì thế năm đó Mục Lão 8 tuổi đã vào học ở học viện. Và khi đó, hồn lực của Mục Lão đã đột phá cảnh giới cấp 20, khi lúc đó đến nay chưa có người phá vỡ. 10 năm sau, Mục Lão lấy thân phận đội trưởng chiến đội Sử Lên Khang tham gia đấu hồn đại tái. Khi đó Mục Lão 18 tuổi, hồn lực đạt cấp 69, chỉ kém một bước là có thể đột phá bình cảnh đạt tới thành tựu vũ chân thân. Những con số đó không thể nghi ngờ chỉ là cực kỳ rung động. Cho dù Vũ Hào và bạn bè cũng là một thế hệ Sử Lên Khang thất quái xuất sắc như thế, trong đó thậm chí có 3 người vũ song sinh, thế nhưng không ai có thể đạt tới tầm cao của Mục Lão lúc trước. Cũng chính tại lần đại thái đó, Mục Lão và Long Tiêu Dao lại có một nữ hồn sư khác lần đầu tiên chạm trán. Mục Lão có vuôn Quang Minh Thánh Long, mà Long Tiêu Dao lại có vuôn hoàn toàn đối lập, chính là Hắc Ám Thánh Long, đều là vuôn biến dị. Quang Minh và Hắc Ám vĩnh viễn là một cặp song sinh bất phân thắng bại, so với nhau chỉ có thể là tu vi. Khi đó Mục Lão có hồn lực cao hơn một chút, trong trận cuối cùng là trận chung kết đánh bại Long Tiêu Dao. Lúc ấy người duy nhất có thực lực cầm cự đối chiến cá nhân với họ chỉ có một nữ hồn sư tên là Diệp Tịch Thủy, tướng mạo cực đẹp, thực lực là cực cường. Sau trận chiến đó, ba người đều có vài phần tình cảm và quyến luyến lẫn nhau. Cuối cùng, Mục Lão lãnh đạo chiến đội Học viện Sử Lê Khắc giành chiến thắng quán quân, học viên của Long Tiêu Dao đạt được á quân, còn Diệp Tịch Thủy nằm bên trong đội tứ cường. Sau đại tái, ba người đều tốt nghiệp học viện của chính mình. Mục Lão khi mà tốt nghiệp lại đụng phải Long Tiêu Dao và Diệp Tịch Thủy, ba người đối chọi lẫn nhau dần dần biến thành bạn tốt, cùng luận bàn tu luyện, cùng đi du lịch đại lục. Khi đó bọn họ đều là thiếu niên thiên tài tuấn kiệt oanh hùng bừng bừng phấn chấn, ba người ai cũng tráng cường mà háo thắng, ai cũng hy vọng có thể cùng thực lực áp chế hai người kia. Tuy là bạn tốt thế nhưng cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Năm đó họ tạo ra vài chuyện khiến giới hồn sư khiếp sợ. Tu vi của ba người hầu như là thi nhau tiến bộ. Bọn họ đều ở thời điểm hoàng kim của tuổi trẻ bất tri bất giác. Mục Lão và Long Tiêu Dao đều sinh hảo cảm với Diệp Tịch Thủy, thế nhưng vì quan hệ bằng hữu, Mục Lão và Long Tiêu Dao đều muốn lấn át người kia không cho đối phương biểu lộ tình cảm. Cuối cùng tình cảm đó đều giấu bên trong lòng bọn họ không hề đem ra. 10 năm trôi qua, ba người bọn họ đều trở thành hồn đấu la bát hoàn, thậm chí có khả năng 30 tuổi sẽ trở thành phong hào đấu la. Sau đó Mục Lão Long Tiêu Dao đều cảm thấy áp chế không nổi tình cảm của bản thân, nhưng họ là huynh đệ hợp nhau, cũng không muốn làm đối phương bị tổn thương, mà cũng không ai muốn buông tay. Cuối cùng thì để quyền quyết định giao cho Diệp Tịch Thủy. Ngay đó họ đến trước mặt Diệp Tịch Thủy cùng lúc biểu lộ tình cảm, để cho Diệp Tịch Thủy lựa chọn. Có điều Diệp Tịch Thủy đều phát sinh ra hảo cảm với cả hai, tu vi sàn sàn như nhau.
tính cách cũng gần giống nhau, căn bản không có cách nào lấy người nào bỏ người kia. Vì thế Diệp Tịch Thủy nói với bọn họ, một năm sau gặp lại, họ tỉ thí ai thắng thì sẽ là người yêu của nàng. Nhưng mà sau một năm, cả Long Tiêu Dao và Mục Ân đều không ai tới, bởi vì cả Mục Lão và Long Tiêu Dao đều suy nghĩ, khát khao tình yêu của họ vẫn không thắng được lý trí. Bọn họ đều biết rất rõ, hai người tu vi xem nhau, nếu mà toàn lực đánh sống chết, kết cục cuối cùng chỉ là lưỡng bại câu thương. Thế nhưng bọn họ là bằng hữu, là huynh đệ, cho nên bọn họ đều đưa ra quyết định lý trí sáng suốt mà buông tay. Thế nhưng bọn họ lại trăm lần không ngờ, người kia cũng lựa chọn sống y như mình. Thế nhưng sự lựa chọn của cả hai lại xúc phạm đến vị nữ hồn sư Diệp Tịch Thủy. Diệp Tịch Thủy đến địa điểm ước định đợi 3 ngày, Mục Lão và Long Tiêu Dao đều không xuất hiện. Tính cách của nàng vốn kiên lược, lúc này giận dữ phất tay mà đi. Mục Lão và Long Tiêu Dao đều cho rằng Diệp Tịch Thủy đã đi theo người kia. Sau một thời gian thương tâm khổ sở, đều đem tình cảm chôn vùi trong tu luyện. Vì không muốn cho mình thêm thương tâm, bọn họ không ai đi tìm người kia. 10 năm nữa lại trôi qua, Mục Lão và Long Tiêu Dao đều đã có gia đình của chính mình. Lúc ấy Diệp Tịch Thủy đột nhiên tới học viện xử lý khác, gọi tên Mục Lão. Khi đó bọn họ đều đã là cường giả phong hào đô la. Gặp lại Diệp Tịch Thủy, Mục Lão trong mối cảm xúc ngổn ngang, nhất thời không biết nên nói cái gì. Thế nhưng Mục Lão không ngờ Diệp Tịch Thủy lạnh lùng khiêu chiến. Mục Lão tuy trong lòng tràn ngập khó hiểu, thế nhưng mà Diệp Tịch Thủy cố tình gây sự, không thể không ứng chiến. 11 năm trước chia tay, tu vi của Diệp Tịch Thủy so với Mục Lão và Long Tiêu Dao đều kém hơn nửa phần. Thế nhưng gặp lại, Diệp Tịch Thủy lại trở nên vô cùng cường đại. Mục Lão chiến một trận với nàng, thế nhưng dần dần có xu thế không ngăn cản được. Nhưng Mục Lão tu vi căn cơ thâm hậu, cuối cùng vẫn nhờ vào sáng tạo độc đáo của bản thân là Quân Lâm Thiên Hạ mà chiến thắng. Nhưng mà Mục Lão kinh ngạc phát hiện, vũ hồn của Diệp Tịch Thủy có chứa một phần tà khí. Lúc ấy lão sư của Mục Lão cũng chính là sư tổ của Vua Hào, là một đời Hà Thần các chủ. Sư tổ chỉ rõ Diệp Tịch Thủy đã trở thành một tà hồn sư, phải bắt giữ Diệp Tịch Thủy, phế bỏ tu vi của nàng. Mục Lão tuy đã có gia đình, thế nhưng Diệp Tịch Thủy đối với nàng là một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Lập tức vì Diệp Tịch Thủy mà đau khổ cầu xin, thỉnh sư tổ thả nàng. Sư tổ không đồng ý, tà hồn sư có tu vi đã tới cấp bậc phong hào đố la như Diệp Tịch Thủy quá nguy hiểm, vẫn giam nàng bên trong học viện xử lý khác. Thế nhưng vì cớ Mục Lão lại tạm thời không ra tay với Diệp Tịch Thủy. Một thời gian sau, một tà hồn sư mạnh mẽ xuất hiện tại học viện, dẫn theo đội quân đối đầu với sư tổ. Cả hai bên đều bị thương nặng, tuy nhiên họ đã cứu được Diệp Tịch Thủy. Trước khi rời đi, Diệp Tịch Thủy để lại ánh mắt oán hận với Mục Lão. Mục Lão chăm sóc sư tổ đến khi hồi phục, rồi đi tìm Long Tiêu Dao để hỏi rõ nguyên nhân Diệp Tịch Thủy trở thành tà hồn sư. Mục Lão tấn công Long Tiêu Dao trong cơn giận dữ. Thế nhưng sau trận chiến, cả hai nói chuyện và hiểu ra sự tình, họ quyết định đi tìm Diệp Tịch Thủy để giải thích. Tuy nhiên khi mà gặp lại, Diệp Tịch Thủy đã trở thành một tà hồn sư cực mạnh và tấn công bọn họ. Cuối cùng Diệp Tịch Thủy tiết lộ chồng của mình, một tà hồn sư đã cứu và chuyển hóa nàng. Diệp Tịch Thủy yêu cầu bọn họ thề độc, hủy bỏ quan hệ huynh đệ và hẹn 10 năm sau quyết đấu. 10 năm sau, cuộc chiến vẫn bất phân thắng bại và Diệp Tịch Thủy gia hạn thêm 10 năm nữa. Sau đó thì Diệp Tịch Thủy mất tích, chỉ gửi tin rằng trận chiến trăm tuổi sẽ là cuối cùng và kẻ thắng sẽ là chồng của nàng. Cuối cùng Diệp Tịch Thủy buông bỏ kiều hận và chỉ muốn ở bên một cường giả. Về phía Long Tiêu Dao, điểm đầu tiên là vì ông ấy có quan hệ rộng khắp cả giới Hắc Đạo và Bạch Đạo. Cần biết rằng Long Tiêu Dao khi còn trẻ đã kết giao với Mộc Ân. Và vì thế mà nổi danh ở trong giới hồn sư với danh hiệu Hắc Bạch Song Thánh Long. Không bàn về vũ hồn có tà khí hay không, chỉ cần ông ta có thể làm bạn với thiên tài của sự lấy khác, không ai dám động vào ông ta cả. Hơn nữa Long Tiêu Dao dường như còn là người của Thiên Hồn Đế Quốc. Với tài năng và vũ hồn tuyệt phẩm của ông ấy, không chừng ông ấy còn là người của một gia tộc danh tiếng ở trong Thiên Hồn Đế Quốc. Bạch Đạo không dám ra tay, Hắc Đạo cũng vậy. Thánh nữ của Thánh Linh Giáo Diệp Tịch Thủy cũng giả vờ thích Mục Ân theo lệnh của sư phụ Trung Ly Lão Quỷ để kéo Long Tiêu Dao về phe của mình. Do đó Long Tiêu Dao có thể thống trị cả Hắc Đạo lẫn Bạch Đạo trong giới hồn sư. Điểm quan trọng nhất chính là mối quan hệ thân thiết giữa Long Tiêu Dao và Sử Lấy Khắc. Trong thời kỳ tuyệt thế đường môn, yếu tố quan trọng nhất để xác định tà hồn sư chính là có chứng nhận chuyên nghiệp của học viện Sử Lấy Khắc hay không. Nếu bạn là người của Sử Lấy Khắc, dù có gia nhập Thánh Linh Giáo và giết người không đếm xuể, sau khi rời đi vẫn không sao cả. Ví dụ như Thánh Nữ Mã Tiểu Đào và Lam Ngân Thánh Nữ Đường Nhã. Nhưng nếu bạn không có chứng nhận của Sử Lấy Khắc thì bạn đã lựa chọn con đường chết. Long Tiêu Dao dù không có chứng nhận của Sử Lấy Khắc, nhưng với tài năng của mình, việc vào nội viện của Sử Lấy Khắc là dễ dàng. Càng về sau mọi chuyện càng trở nên không đúng đắn, bởi Long Tiêu Dao đã đứng trên đỉnh của đại lục, không có 10 phát hồn đạo pháo cấp 9 cũng khó tiêu diệt được ông ấy. Lúc này thì Long Tiêu Dao đã giúp đỡ Thánh Linh Giáo hàng trăm năm, gián tiếp làm lớn mạnh Thánh Linh Giáo. Dù ông ấy không tàn sát rộng rãi, thế nhưng mà theo một nghĩa nào đó, ông ấy còn đáng ghét hơn cả Tà Hồn Sư. Vậy các bạn nghĩ sao về ba vị cường giả tuyệt thế đấu la 99 cấp này? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng thì LTC xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.